Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mùi nhiều tín hiệu tốt, gặp dự hỏa lành. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Quỷ Mão 2023 cho biết, còn giáp người tuổi Mùi bước sang tháng Quý hại nhờ có tam hợp che trợ, tuy vẫn còn tiềm ẩn một vài khó khăn nhưng nhìn chung gặp dự hóa lành, mọi vấn đề đều sẽ tìm được cách giải quyết hợp lý tháng 10 âm lịch này, sự nghiệp của người tuổi mùi có nhận bước phát triển tích cực và rõ rệt, công danh trên đà tiến triển, hứa hẹn mức lương thượng cũng sẽ tăng lên theo. Bạn làm việc hiệu quả, có thái độ tích cực nên không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận được các dự án quan trọng, thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Về tài lộc, tháng 10 âm lịch này ngư tuổi mùi cũng không lo thiếu tiền, tài lộc dồi giàu dù là chính tài hay thiên tài. Việc đầu tư, quản lý tài chính hay tiêu dùng đều được bạn kiểm soát tốt, đưa ra những quyết định sản xuất. Người làm kinh doanh dựa vào nhân duyên tốt mà tiêu thụ hàng hóa nhanh chóng, lợi nhuận tăng vọt. Trong phương diện tình cảm, những người độc thân hứa hẹn sẽ gặp được mỗi lương duyên trong tháng này, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lẻ bổng hiện tại. Trong khi đó, người đã có đôi cũng trải qua khoảng thời gian ngọt ngào, lãng mạn trong suốt cả tháng. Mỗi quan hệ của bạn và người ấy cũng trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết sau tất cả những thách thức mà hai bạn có với nhau do ảnh hưởng của nguyệt lệnh làm mộ người tuổi mùi có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe tuy không quá đáng lo ngại nhưng về lâu về dài vẫn tác động xấu tới cơ thể của bạn công việc bận rộn và căng thẳng có thể gây tổn hại cho cơ thể lẫn tâm trí vì vậy cần nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Con đường sự nghiệp của người tuổi mùi trong tháng quỷ hại được dự đoán sẽ có nhiều tiến triển tích cực nhờ có tam hợp cục nâng đỡ. Ở thời điểm này, bản mệnh có thể mạnh dạn mưu sự triển khai kế hoạch công việc bởi xác suất thành công khá cao khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đần, chỉ bảo kịp thời do vận quý nhân cũng trên đà tăng cao. Bản mệnh là người đa tài, thảo phát nên nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới, hiểu được lòng của người làm lãnh đạo. Do đó, công việc của bạn tiến triển đi lên một cách đều đặn, dường như bạn chẳng hề gặp phải bất cứ phướng mắt nào. Nhờ thái độ làm việc hiệu quả, tích cực, không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, những chủ dê có thể nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Càng về của tháng, vận trình càng khởi sắc. Một số người có thể đem về cho doanh nghiệp nhiều bạn hợp đồng lớn. Đây là những bước phát triển tốt trong con đường sự nghiệp của con giáp này. Tuy nhiên, tháng 10 âm lịch có hung tinh ngộ quỷ ẩn tàng nhắc nhở người tuổi dê vẫn nên lưu tâm tới những mối nguyên rủi ro không lần trước hạn chế tối đa mâu thuẫn với người khác là cách để bạn bảo vệ bản thân trong tháng này nếu không chỉ tự rước họa thị phi vào mình tranh cãi vốn là điều không cần thiết bạn cứ làm tốt việc của mình là được nhìn chung bạn nên duy trì việc hợp tác tốt với đồng nghiệp Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo khách hàng sẽ là chìa khóa đạt được mục tiêu nghề nghiệp trong tháng quỹ hội này. Đồng thời, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho việc đảm nhận nhiều trách nhiệm và áp lực hơn. Hãy đáp lại những thách thức khó khăn bằng thái độ tích cực. Việc học hỏi và nâng cao khả năng của mình cũng rất cần thiết, đừng quên tận dụng những cơ hội được quý nhân phù trợ để ngày càng hoàn thiện chuyên môn của bản thân. Hai, luận về phương diện tài chính Phương diện tài chính của người tuổi môi khi bước sang thẳng quỹ hoài cũng có sự thăng tiến. Hứa hẹn có những bước nhảy vọt. Bản mệnh không lo thiếu tiền tiêu, tài lộc dồi dào, dò, dù là chính tài hay thiên tài. Là người làm công ăn lương, hứa hẹn có thể ký kết nhiều hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ, điều diễn ra xuân sẻ. Điều này mang về cho bạn không ít những hoa hồng vỏ túi, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ. Người làm đầu tư kinh doanh trong tháng này cũng trang đầy tự tin vào bản lĩnh của mình, dựa vào nhân duyên tốt mà bản hàng chạy như tâm tươi, lợi nhuận tăng vọt. Bản mệnh cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và giảm thử sức, giảm dấn thân. Tài chính được cải thiện nhanh chóng, nhưng quan trọng không kém vẫn là cần phải quản lý cẩn thận. Việc đầu tư, cân bằng thu chi, đều cần đưa ra những quyết định sản xuất. Đồng thời, bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định hơn bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tiền bạc phù hợp. Một số người cũng có điều kiện giải quyết các khoản nợ trước đó giải tỏa áp lực tinh thần. Tuy nhiên, người tuổi mùa nên chú ý kiếm tiền là giải pháp lâu dài nhưng đừng hủy hoại sự giàu có của mình chỉ vì những hành động đi đường tắt đánh bạc đỏ đen bất chấp pháp luật. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết phương diện tình cảm của người tuổi mùi đón nhiều tin tức tốt lành, may mắn về tình duyên sẽ đến nhờ những nỗ lực của chính con giáp này. Đời sống tình cảm của người tuổi mùi ngày càng thăng hoa, người độc thân quan tha có thể thoát khỏi tình trạng cô đơn hiện tại nhờ gặp gỡ cuộc tình bất ngờ thú vị trong tháng. Nhân duyên tốt lành là cơ hội tuyệt vời để bạn gác lại quá khứ sau lưng, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai, hạnh phúc đang ở phía trước chờ đón bạn. Với các cặp đôi, bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết, nóng bỏng, chân thành của người kia dành cho mình. Mối quan hệ của bạn và người ấy cũng trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết sau tất cả những thử thách mà hai bạn có với nhau. Nếu tình yêu đã chín môi, hai bạn có thể tỉnh chuyện kết hôn để sớm thỏa nguyện yêu thương. Tình yêu kéo dài quá lâu có thể gây tác dụng phụ hoặc xảy ra những nguy cơ không lường trước. Vì thế, khi mọi thứ đã thuận lợi, nên nghĩ tới việc làm đám cưới để tình cảm đôi lửa tiến thêm bước quan trọng. Thời điểm này rất thích hợp cho các cặp vợ chồng giải tỏa mâu thuẫn giận hờn, hâm nóng tình cảm, giúp gia đạo êm ấm. Cả gia đình bạn có thể thu xếp thời gian để đi du lịch cùng nhau. 4. Luận về phương diện sức khỏe Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi mùi bình ổn trong tháng 10 âm lịch này có điều giữa sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm Mộ người tuổi mùi có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Tuy không quá đáng ngại nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể của bạn. Cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe là cần chú ý, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Khi đó, các triệu chứng mệt mỏi sẽ chậm dứt. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cũng như tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, trong tháng có ngụ quỷ hung tinh ảnh hưởng, đêm bảo về tai nạn hoặc sự cố không mong muốn, do đó bản mệnh hạn chế đi ra ngoài quá khuya, chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt hạn chế sử dụng rượu bia, đồ uống có chất kích thích. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi ất mùi sinh năm 1955, mệnh kim, năm sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết, có thể mạnh dạn mua sự triển khai kế hoạch công việc bởi xác suất thành công khá cao. Quý nhân phù trợ tuổi mạo, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi Tuất màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi tinh mùi, Xanh năm 1967, mạnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, thái độ làm việc hiệu quả và tích cực được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi thân, màu sắc may mắn màu xanh, màu trắng. 3. Tuổi kỷ mùi, xanh năm 1979, mạnh hỏa, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, tài chỉnh được cải thiện nhanh chóng vẫn cần phải quản lý cẩn thận. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu cam, màu xám. 4. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh thổ, nam sao phần hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết, đa sống tình cảm ngày càng thăng hoa với cả người độc thân và người cỏ đôi quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tiểu nhân tuổi thìn tuổi tý màu sắc may mắn màu nâu màu cà phê năm tuổi quý mùi sinh năm 2003 mệnh mộc năm sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi mão tiểu nhân tuổi sửu tuổi tuất màu sắc may mắn màu đen màu xanh